Con kính thưa thầy, mong thầy giải đáp giúp con câu hỏi này. Người ta nói khi làm việc thiện và công quả cho chùa thì không nên nghĩ đến việc mình sẽ được Phật phù hộ và sẽ có được thành quả tốt. Ngày hôm qua con đã lau dọn bàn thờ Phật và quét chùa, nhưng lúc làm có những lúc bất giác con nghĩ mình đang làm việc công quả thì việc làm của con có được coi là việc tốt và con có còn nhận quả tốt nữa không? Đôi khi á, chúng ta không có học giáo lý á, cho nên là chúng ta còn thiếu một số kiến thức rất là căn bản. Tức là khi chúng ta làm phước á, mà chúng ta không có trí tuệ đi kèm, nó sẽ khác với việc làm phước có trí tuệ đi kèm. Làm phước có trí tuệ đi kèm á, làm phước tức là làm phước mình có hiểu về nghiệp và quả của nghiệp. Tức là khi tôi quét chùa, tôi biết đây là việc thiện, nó cho quả lành, thì nó khác với cái chuyện là tôi làm là chỉ để làm thôi chứ tôi không biết gì hết. Cái thứ hai là làm phước mà có mục đích, nó khác với làm phước không có mục đích. Làm phước có mục đích thì nhiều phước hơn là làm phước không có mục đích. Nó giống như á, mình để nước nó chảy tràn lan á, thì nó không có nhiều tác dụng bằng việc là mình gom nó lại, mình đào mương, mình dẫn nước, mình lấy ống đó, mình dẫn nước để nước á, nó đi theo cái ý muốn của mình thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Rồi cái thứ ba là khi mình làm phước có cái mong mỏi thì cái mong mỏi hướng đến sự chấm dứt khổ, hướng đến sự giải thoát thì nó là tốt hơn so với việc làm phước mà mình hướng tới việc hưởng dục. Ví dụ như Bồ Tát khi ngài làm phước, ngài luôn luôn có mục đích, đó là gì? Đi đến quả vị chánh đẳng giác. Thế cho nên khi mà chúng ta không có hiểu thì chúng ta rất dễ làm phước mà có cái kết quả hạn chế. Chính vì như vậy, quý sư vẫn luôn hướng dẫn các Phật tử khi đã tạo phước nào nhớ hồi hướng ha, nhớ phát nguyện và hồi hướng. Rồi chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.